Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cái cách thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Thì để học cái bài này thì là cái cách là thêm dữ liệu xuống thì chúng ta làm như thế nào. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng. Thứ nhất là tôi sẽ sử dụng cái phần mềm là SQL Server phiên bản này là 2.8 bạn, phiên bản 2.8R2. Đây. Tôi sẽ sử dụng cái tính năng này của SQL Server 2.8R2 để tôi viết cơ sở dữ liệu. Và tôi sẽ dùng cái phần mềm Visual Studio này để tôi lập trình. Rồi. Thì bây giờ trước tiên thì tôi phải chuẩn bị một cái database trước. Thì ở đây tôi cũng có, để giảm bớt thời gian thì tôi có chuẩn bị sẵn một cái database này, các bạn có thể nhìn đây viết lại. Thì cái database này tôi đã viết thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Cho nên là cho nó nhanh. Thì ở đây thì tôi để cho nó đỡ rườm rà lúc đầu viết thì tôi sẽ ngắt bớt cái tính năng, một số tính năng này nó quá nhiều này đi, để tránh các bạn nó sẽ bị rối. Database rỗng này chưa có gì cả. Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn đây. Thì đầu tiên cái database này tôi sẽ sử dụng, tôi viết lại, tôi viết code. Thì cái code đầu tiên tôi viết đó là tôi view master, đó tôi sử dụng cái master này. Xong đó tôi sử dụng cái master này, xong tôi tìm ra, tôi viết nếu như trong cái master đó trong cái này mà nó có chứa một cái cơ sở dữ liệu sẵn rồi, tên là cơ sở dữ liệu mà nó không có rỗng, tức là i not null, tức là nó không có rỗng. Thì lúc này không có rỗng tức là nó đang có dữ liệu, thì tôi sẽ thực hiện cái câu lệnh là drop database, tức là tôi sẽ xóa cái tên database này đi để tôi tạo cái database mới để nó tránh bị trùng dữ liệu của bạn, hoặc là nó tồn tại rồi nó hay không cho bạn tạo. Cho nên tôi thực hiện câu lệnh là drop database để xóa cái tên database, tên là cơ dữ liệu này đi. Rồi xong đó tôi sẽ go, tôi tiếp tục tôi là read database, tức là tôi sẽ tạo một cái database mới. Thì tôi tạo database mới này, xong đó tôi sẽ sử dụng database đó. Và trong cái database tên là cơ sở dữ liệu này thì tôi sẽ thực hiện cái là tôi sẽ lùng cái hệ quản trị dữ liệu đó là quản lý sinh viên. Thì tôi sẽ viết một cái table. Thì trong cái table này tôi sẽ tạo ra một cái bảng đó là danh mục lớp. Rồi, read table này, tạo một cái bảng tên là danh mục lớp. Đấy, cái là cú pháp của một cái bảng thì phải là đóng hoặc mở ngoặc rồi ha. Ở trong này tôi sẽ, trong cái bảng này tôi có tạo ra cái cột như là cột số thứ tự này, cột mã lớp này, cột tên lớp này, cột điện thoại này, thời gian cập nhật, liên học. Thì cái liên học này có thể tôi bỏ cũng được các bạn, tôi không sử dụng đến liên học cũng được. Thì rồi, thì trong quá trình viết thì các bạn chú ý này này, một số bạn hay là tại sao đây là không dấu phẩy, đây là có, thì cái câu dòng cuối cùng các bạn có dấu phẩy cũng vẫn được. Còn nếu bạn nào muốn thì cứ dấu phẩy vào cũng không sao. Rồi, sau khi xong rồi các bạn thì bắt đầu ta chú ý tiếp. Tôi tạo ra như vậy, tôi đã tạo ra một cái bảng, đó là bảng gì đây, danh mục lớp. Sau khi tạo xong bảng danh mục lớp thì tương tự như vậy tôi tạo ra một cái bảng thứ hai, đó là danh mục học viên. Rồi danh mục học viên thì trong cái bảng này tôi có các cái cột như là số thứ tự này, infinity 1 tức là tự động tăng dần, số này số tự tự động tăng, mà tăng mỗi lần tăng là tăng một ký tự ha, nhảy đây là tăng một ký tự. Và số lần nhảy thì nhảy một bước, ví dụ tăng số 1 thì nhảy lên, thì sau khi có một người nhập rồi thì nó nhảy lên số 2. Nếu mà chúng ta muốn ta, ví dụ bây giờ người nhập dùng là số 1 tức là đầu tiên vô, thì tự động nó nhảy tiếp là nhảy 2 bước, tức là nhảy qua bước 1, nên nhảy qua bước 1 lên bước 3, thì đến lúc 1 người dùng thứ 2 nhập rồi thì là đây, nó là số 3, là tăng tương tự như là 1 rồi 3 rồi 5 7 thì tùy. Thì đầu tiên nó tính là 0 các bạn, thì thông thường máy tính nó tính đầu tiên là số 0, 1 2 4 tùy các bạn, tùy cái lập trình. Thì ở đây mặc định đầu tiên nó sẽ chạy, nó là nhảy đầu tiên, nó số đầu tiên nó sẽ là số 1, sau nó nhảy 2 bước thì số 1, thì người thứ hai mà đăng nhập rồi nó số 3, người thứ ba nó sẽ 5, người thứ tư thì nó sẽ 7, người thứ năm thì nó sẽ là 9, tùy các bạn ha. Cứ mỗi lần nó nhảy 2 bước, còn đây tôi nhảy 1 thôi, tức là 1 thì người thứ hai nó là 2, người thứ ba nó là 3, người thứ tư là 4. Đó, tức là số bước nhảy đây là số 1 thứ hai. Rồi tiếp theo đây tôi lại tiếp một cái nữa là tôi tạo một cái trường, cái cột thứ hai, đó là cột mã học viên. Thì cái kiểu tra và primary key,
tức là tôi sẽ lấy cái cột này làm khóa chính các bạn ha. Và trên đây thì tôi dùng cái mã lớp là khóa chính này. Rồi tiếp theo họa tên học viên thì tôi lấy là 40 ký tự, ngày sinh tôi chọn là Dad, nơi sinh tôi chọn là Navacha, tức là Navacha tức là cái kiểu mà có thể là bổ dấu được các bạn nhé. Rồi còn kiểu cha này thì nó không bổ dấu được các bạn ạ. Rồi tiếp theo tôi cột tiếp mà cột là giới tính thì thông thường các bạn thì chọn kiểu bit cũng được. Đây là tôi dùng luôn kiểu là nam nữ thì chắc tôi chèn là nam nữ luôn. Mình test luôn xuống. Địa chỉ tôi ghi là 200 ký tự, mã lớp. Thì đây là mã lớp này này, thì chút mà tôi sẽ kết nối với các bạn trên đây các bạn này ha. Mã lớp trên đây. Và niên học này tôi bỏ luôn tại vì bạn niên học tôi không cần, tôi sẽ xóa cũng được. Tùy bạn nào muốn niên học thì có niên học. Còn đây tôi không cần. Tiếp theo là các bạn thì ở đây như vậy thì tôi tạo được mã lớp xong rồi, mã lớp này chút mà tôi dùng cái đây là cái khóa. Đây là bảng này bắt đầu nhiều bạn này ha. Bắt đầu một lớp này, một lớp này. Tức là bảng lớp. Thì chút hai bảng này nó kết nhau danh mục lớp với danh mục học viên này. Cái danh mục lớp này nó sẽ kết nhau bởi cái gì đây? Mã lớp của đi đây và cái này là của mã lớp đây ha. Bảng đầu nhiều thì chúng ta không cần cái chữ Rai Medical cũng vẫn được. Nhưng mà bảng đầu một thì chúng ta phải có thì chút này nó kết nối. Còn hình thì là tức là người đã thêm hình vào. Thì chú ý thêm hình các bạn thì không bao giờ thêm được một tấm hình xuống đây đâu. Mà khi thêm hình thì nó chỉ lấy được cái tên của cái hình như đây thôi. Còn cái hình của mình nó vẫn lưu trong cái mục là visual này chẳng hạn. Người nào biết visual, người BB thì tùy. Nhưng mà nó không có thể thêm một tấm hình đây nhá. Một số bạn là nhầm lại cái nói là tại sao em lập trình xong mà nó lại không có cái tấm hình ở trong cơ sở dữ liệu này. Nó không lấy được hình xuống đâu. Mà nó chỉ lấy được cái tên hình xuống đây, nó lưu tên hình thôi. Thì khi mình dùng cái câu lệnh thì nó sẽ lấy cái tên hình này, nó ứng với cái thư mục chứa hình ở trên cái database, trên cái folder gì đây này, trên phần mềm mình, thì nó lấy cái tên hình này và nó tìm, nó so với, nó trùng với cái tên này trong folder này, thì lập tức nó sẽ hiển thị lên, chứ nó không thể nào đem một cái tấm hình mà từ trên ngoài này và đem xuống cơ dữ liệu của bạn nhé. Nó chỉ lấy cái tên xuống thôi. Rồi đó là tôi nói rõ hơn một chút về cái hình này để tránh là một số bạn nói tại sao này mình không thêm một tấm hình đây, nên nhớ nó chỉ thêm được một cái tên hình xuống thôi nhé. Xong rồi nó xô nó lấy ra. Rồi tiếp theo cái thời gian này nữa ha, thời gian cập nhật, tức là khi chúng ta thêm trong trường hợp này cái mục thời gian này hay lặp lại, tại cái ý tôi muốn nói là khi mà người dùng thêm cái mục danh mục lớp này thì mai mốt tự động nó sẽ lấy cái ngày giờ thêm của cái thời, tại cái thời điểm thêm này nó cập nhật đây để biết, chúng ta biết là học viên được cập rồi, mới cập nhật hay cập nhật lâu rồi. Rồi tương tự như vậy, đây là cái cột thời gian ha. Rồi tiếp theo tôi dùng cái reference này để tôi kết nối cái hai cái bảng này lại. Thì cái mục này này thì là mã lớp này thì nó sẽ tương ứng với cái từ mã lớp ở đây. Rồi reference tới cái bảng này, tới cái bảng danh mục lớp, tức là cái bảng này các bạn. Rồi xong bảng danh mục lớp này thì nó có cái gì đây? Nó sẽ có cái mã lớp ha. Mã lớp thì đây. Đây. Tức là cái bảng này có cái từ khóa này sẽ kết nối với cái bảng này có cái từ khóa này. À, cho nên là tôi viết reference tới cái bảng này và với cái kết nối này. Và đồng thời khi kết nối hai bảng thì các bạn nên nhớ dữ liệu nó phải trùng một kiểu dữ liệu nhé. Nếu ở đây kiểu cha thì ở trên đây cũng kiểu cha. Được chưa? Và ở trên đây là bảng khóa chính, khóa chính hai ký tự. Còn quan trọng nhất khi căn dữ liệu thì bạn phải tìm khóa chính. Khóa chính mà kiểu cha thì ở dưới bảng đầu nhiều này này. Thì nó cũng phải là kiểu cha. Còn đây là bảng đầu nhiều này thì có khóa chính nhưng bảng này không cần chữ re, chữ my primary key. Mà chỉ cần một bảng đầu một có bảng primary key được rồi, còn bảng đầu nhiều không cần. Rồi. Rồi thì tương tự như vậy các bạn có thể tạo ra một cái bảng khác là gì đây, danh mục môn học. Thì bảng danh mục môn học thì tôi cũng tạo ra là số tự tự động tăng dần và cái mã môn học là kiểm tra và primary key là nó khóa chính. Khóa chính là duy nhất không có trùng với cột nào nhé. Rồi tên lớp, tên môn học, thời gian cập nhật, số tiết. Thì các bạn nào muốn đẹp xấu thì tùy các bạn trang trí ha. Rồi tương tự như vậy tôi tạo một mục nữa là bảng điểm. Cái bảng này là bảng đồng nhiều nên tôi không có khóa chính gì hết các bạn thấy này ha, tôi không có kết nối bảng nào, bảng đồng nhiều. Rồi tương tự một bảng điểm thì cái bảng điểm này tôi cũng tạo ra tương tự giống bảng trên, nhưng đây là bảng điểm thì bảng điểm có là số thứ tự tự động tăng dần. Còn mã môn học ha, mã học viên thì đây mã môn học, điểm rồi thời gian cập nhật. Nhưng mà cái primary key thì trong này là hai cái bảng này là hai cái khóa chính này, cho nên là chỗ này tôi primary key, chỗ này nó hai khóa chính nên nó hơi khác lạ một chút, tức là ở chỗ này tôi sẽ để lên đây cần các bạn chú ý nhé. Tôi sẽ dùng này primary key thay vì tôi biết đây primary key đây primary key nữa ha.
thì nó sẽ không hay lắm, nên chúng ta sẽ viết ở đây, chúng ta đưa ra mình thay một lúc luôn. Ví dụ có ba khóa chính thì ta thêm một cái nữa khóa chính ở đây, đây cái này khóa chính, cái này khóa chính, ý nó là trong bảng này có hai khóa chính, đó là mã học viên và mã bộ đồ, đó là hai cột này. Rồi cái mã học viên này các bạn, thì cái đầu tiên ra mình khai mã học viên này, nó tương ứng với mã học viên này, reference tới bảng danh mục học viên này, tức là tới bảng ở trên này ha, nó danh mục học viên này đó, và kết nối nhau bởi cái mã với cái khóa chính ở trên đó, tức là mã primary key bằng này ha. Primary key bằng này, các bạn thấy này, ở đây primary key, đây cũng primary key để được nhá, bảng đầu nhiều này, bảng đầu một đầu nhiều này đó. Chúng ta chú ý vô này, đầu nhiều vẫn có thể được dùng là khóa chính luôn. Rồi, lúc nãy chúng ta không có thấy chữ primary key, chúng ta phải sao lúc nào có nào không tùy các bạn ha. Rồi tiếp theo đây nữa, bảng này là bảng gì đấy, danh mục môn học, đây là mã môn học, thì đây khóa chính của nó đây là mã môn học ha, thấy chứ. Rồi, rồi như vậy đây là tôi đã kết nối được với hai bảng. Rồi sau kết nối xong, tôi sẽ thực hiện câu lệnh là execute, tôi sẽ chạy nó để tôi cập nhật, rồi nó báo là successful ha. Rồi chúng ta không thành công, chúng ta thành công rồi, như vậy thì tôi sẽ nhấp vào đây để tôi refresh lại để cập nhật này. À, các bạn thấy này, thấy chưa, rồi có tên là cơ sở dữ liệu tương ứng với cái này này, database này. Đấy. Đây rồi, trong table này ta xem quay quanh thay một có thể là môn học điểm rồi mốt lớp học viên gì đó ha, chúng ta xem là cái kết nối diagram này ha. Data diagram z yeah. Rồi xong đó chúng ta sẽ nó sẽ show ra một cái bảng, chúng ta phải đợi một chút thì nó sẽ show cái bảng đó, thì sau khi nó show ra chúng ta sẽ kết nối các bạn ha. Hoặc là chúng ta nhấp phải đây new diagram, rồi new diagram thì nó sẽ ra cái bảng này, chúng ta chọn quét khối lại ha, chúng nhấp chuột xuống dưới này, quét khối kéo lên để bấm, hoặc là chúng ta refresh nếu không cập nhật, refresh rồi cập nhật xong rồi đấm nút add thì sẽ lấy bốn bảng ra ha. Rồi lâu thì các bạn thấy đấy, đây đây là màn hình của chúng ta rồi đấy. Rồi như vậy chúng ta có bảng gì đây, danh mục lớp là bảng khóa chính, mã lớp là khóa chính, còn đây là mã lớp, bên đây là bảng đầu khóa phụ ha. Rồi tương tự đây là mã học viên thì mã học viên là khóa chính, còn bên đây là bảng đầu nhiều ha. Đầu nhiều có cái dấu này các bạn, một thì có dấu này ha. Đây như vậy bảng này có bảng đầu nhiều, còn bảng này đóng đầu một, bảng môn học ha. Rồi sau khi có rồi thì bắt đầu ta sẽ thực hiện cái cú pháp, đó là cái cách là chuẩn bị cơ sở dữ liệu ha. Để cách mà tạo một cơ sở dữ liệu thì chúng ta cũng vậy, rồi chúng ta tắt, chúng ta lưu lại đây là mô hình. Cơ sở dữ liệu ha. Rồi ok, rồi sau khi ok, đó là cái cách mà chúng ta lập trình nha các bạn. Đây. Rồi như vậy lập trình các bạn có theo dõi được ha, nhớ nha, nếu có tôi chiếu lại code cho các bạn, nếu các bạn nào không viết kịp thì có thể là viết lại. Đầu tiên tạo bảng này, sau đó tạo ra các cái bảng này ha. Đấy. Tạo ra các cái bảng cơ sở dữ liệu. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta tạo tiếp bảng gì đây, mã học viên, mã môn học, môn học ha, bảng gì đây nữa các bạn, bảng điểm ha. Rồi như vậy đó, tôi chỉ tạo bốn bảng này còn đâu hết rồi. Đấy. Các bạn mà không tìm kịp thì cứ từ ngồi có thể stop lại rồi ngồi xem viết lại ha. Tôi làm nhanh cái này. Như vậy bài đầu tiên chúng ta đó là tạo cơ sở dữ liệu. Rồi như vậy là bài tạo cơ sở dữ liệu đã xong rồi. Như vậy để cho nó giảm bớt cái dung lượng, tôi xin ngắt cái bảng này làm tắt gym này, cơ sở dữ liệu gym để cho nó đỡ bị nặng file video ha. Rồi, tôi xin dừng tại đây, đó là hoàn thành cơ sở dữ liệu.